con thích công viên, công viên siêu vui luôn. Đúng vậy, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời để đi chơi công viên. Ok, vì con rất ngoan nên mẹ có snack cho con nè. Yay, kẹo mút, ngon tuyệt luôn. Con đi chơi đây ạ. Ok, chơi vui nhé con, nhưng cũng phải cẩn thận đấy. Mình nên làm gì đây? Trời, có ong, biến đi đi. Không, ong chiếm kẹo của mình, đừng có mơ nhé ong. Đây không phải là kẹo của ong, đây là kẹo của Lizzie, của tớ. Ong định đốt mình nè, cứu. À, biến đi đồ ong đáng ghét. Tớ sẽ trả thù cậu ong ạ. Tớ sẽ báo thù, biến mau. Chạy quá trời luôn ý. Ong cũng nhanh, nhưng mình nhanh hơn. Wow, ngón của mình. Này, ow, mẹ ơi. U là trời, con bé tội nghiệp chưa kìa. Mẹ ơi, tay con dính dằm mất rồi. Đừng lo mà, để mẹ lấy ra cho. Đừng, mẹ đừng sờ đau lắm ạ. Ôi trời, ok, đợi tí, để mẹ xem túi nào. Để coi, chả có tích sự gì. Rồi mình có mấy đồng xu nữa, phải làm gì bây giờ? À, chờ chút nào, đồng xu. Bé con giữ im nhé, đấy. Ủa, dằm biến mất rồi ạ? Đâu mất rồi mẹ? Mẹ lấy nó ra rồi, thấy không? Yay, con cảm ơn mẹ, mẹ là xịn sò nhất luôn. À, ông quay lại rồi, chạy thôi. À, đánh răng sạch thơm nào. Tuyệt quá, kem đánh răng vui ghê. Trời đất, sao mà bầy bừa thế? Chà, ít nhất thì thằng bé cũng chịu đánh răng. Nhưng mà phải giải quyết vấn đề này thôi. Mình sẽ bóp kem đánh răng vào cái Pop-It này. Con yêu ơi, dùng kem đánh răng này đi. Wow! Tớ biết, hôm nào tụi mình nhất định phải ăn trưa cùng nhau nhé. Lâu lắm rồi đấy. Mẹ ơi, con bị tuột dây giày. Đợi con buộc lại đã. Tuần sau thì sao? Piu piu. Được rồi đấy, chờ chút, đi thôi con yêu. Hả? Cô đưa con đi đâu thế? Xong rồi mẹ ơi, con tự làm nhé. Mẹ ơi, mẹ đâu mất rồi? Mình cần đổi kiểu tóc. Mẹ ơi, con chán. Wow, kẹo này. Ồ, chả còn viên nào. Tôi tìm cái gì chơi mới được. Wow, tớ cũng biết lẻ lưỡi đi nhé. Nhìn này, thấy không hợp lắm. Gì đây? Nhìn hay ho phết này. Wow, không biết có gì ở bên trong nhỉ. Wow, có hoa này. Mình sẽ dán lên người. Một cái trên má nữa nhé. Tuyệt vời ông mặt trời. Cứ như thả thù ấy. Mình ngầu bá cháy. Thằng cu đâu rồi? Liam! Ôi! Con đây mẹ ơi! Ngầu không mẹ ơi? Còn làm gì đây? Thế này không được ra ngoài đâu. Để mẹ gỡ hết băng cá nhân ra. Au ui! Không! Đau lắm! Quay lại đây! Mẹ không có thời gian đâu! Đứng lại! Không đuổi được nó nữa. Liam! Cu ơi! Xuống ngay! Không! Mẹ đừng ép con! Ngồi xuống, đưa tay cho mẹ. Mình nghĩ ra cách xử lý rồi. Và sẽ không đau tí nào. Mình sẽ nhúng tăm bông vào Vaseline. Rồi trà lên trên băng cá nhân. Giờ thì chỉ cần bóp ra thôi. Xong, có đau không hả cậu hai? Biến mất rồi này. Để tôi xử nốt. Giờ mới thấy gương mặt đẹp trai của con này. Ok, đi thôi. Mẹ sót một cái. Suýt, bí mật của chúng mình nhé. Mình sẽ cắt mấy quả cà chua này ra. Mẹ xem nè, con mới lựa được một bộ mới tanh. Mẹ thích không ạ? Trời đất ơi, con mẹ xinh quá. Khoan đã mẹ ơi, mẹ giúp con chụp ảnh nhé. Ok, mẹ mở máy ảnh rồi. Giờ cười thật tươi nào. Xinh cực luôn, giờ tạo dáng khác nào con. Con gái mẹ ăn ảnh quá nha. Lại đây nào. Yay, con muốn xem ảnh ạ. Nhìn con xinh ơi là xinh. Đúng là thiên thần của mẹ. Ủa, sao lại
vậy? Tại sao? Mặt con trông như vậy ạ? Lizzie ơi, mình phải làm gì đó để dỗ dành con bé thôi. Bắp ngô. Đúng rồi, đây sẽ là giải pháp chứ đâu. Lizzie ơi, lại đây với mẹ nào. Mẹ sẽ để cái bắp này xuống. Giờ Lizzie đứng ở đây như vậy nhá. Ok, mẹ sẽ đặt giờ trên máy ảnh. Sẵn sàng chưa? Chụp ảnh thôi. Ôi trời, nhỏ to quá đi. Quả dứa này to đùng và hài xỉu luôn. Lizzie ơi, con xem mấy tấm ảnh này đi. Yay, mấy tấm ảnh này xịn sò quá. Con cảm ơn mẹ. Giờ đến lượt mình selfie nè. Xem thế nào. Mặt mình trông như thế này thật á. Chả dám đăng luôn. Thư giãn đầu óc với trà nóng thôi nào. Mẹ, mẹ ơi, mẹ nhìn này. Hôm nay con đi học đây. Áo choàng của mình bẩn mất rồi. Ok, lại đây nào con yêu. Để mẹ xem nào. Con mẹ phải đẹp trai nhất lớp nhé. Ok, đi mẫu giáo thôi. Mẹ ơi, trời mưa to quá à. Ok, phải làm gì bây giờ? Đừng khóc con yêu. Nhìn này, mình có ô mà. Quên mất, ô bị sét đánh tan nát rồi còn đâu. Con muốn đi học mẫu giáo con. Từ từ đã nào. Khăn giấy của mình đâu rồi ta? Khoan đã. Rèm phòng tắm kìa. Giải pháp là đây chứ đâu. Được rồi, mình sẽ gấp lại như thế này. Đến lúc dùng cây kéo thần thánh rồi. Mình sẽ cắt phần đỉnh nhọn của rèm đi. Ok, bây giờ mình đã có các mảnh cần thiết rồi. Dùng máy ép tóc kéo vài đường thật cẩn thận nè. Xong nhá, y như áo mưa xịn sò luôn. Ta-da, con yêu thấy sao? Thích áo mưa mới của mẹ không nè? Có ạ. Mẹ làm cho con một cái luôn nè. Giờ mẹ con mình có thể đi mẫu giáo và vẫn khô giáo rồi. Hít mũi có hôi không ta? Chắc là không đâu. Con ơi, mẹ đi chợ về rồi này. Con nhớ mẹ không nào? Để mẹ lấy đồ đạc ra nhé. Wow, không biết mẹ mua gì nhỉ? Có kẹo không ta? Hay là bim bim? Mứt sô-cô-la nè. Món này đỉnh nhất luôn. Mình muốn ăn, mình sẽ đi lấy luôn. Mình còn gì nữa ta? Ok, chỉ còn vài thứ thôi. Mấy quả táo. Mình sẽ để nó lại đây. Lizzie ơi, con làm mẹ sợ đấy. Con muốn ăn snack sao? Ta-da, con đang tìm cái này đúng không nào? Yay, đúng món con thích rồi. Con xin mẹ. Con bé đáng yêu quá. Thật vui khi nhầm 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 nhầm. Món này tuyệt nhất vũ trụ. Con muốn nữa. Không, thế này thì không được rồi. Phải lau cho con bé thôi. Đứng im nào Lizzie, mẹ phải rửa mặt cho con và thay quần áo nữa. Đấy, tóc đã sạch rồi, chuẩn không cần chỉnh nhé. Không thể tin nổi con bé lại bầy bửa nhanh thế. May mà mình đã dừng con bé kịp. Ngon ơi là ngon. Cái gì đấy? Cái lọ mới nằm trong tay mình mà. Khoan nào, mẹ phải lau người cho con nữa rồi. Đây nhá. Không thể tin nổi con bé lại bẩn nhanh đến như vậy luôn. Chờ một chút. Cá là cái túi này sẽ hữu dụng cho mà xem. Con ơi, đưa mẹ nào. Mẹ sẽ trồng cái túi này lên người con. Thế là xong, giờ đưa tay qua ống tay nào. Sao con lại phải mặc cái này ạ? Tuyệt, mứt sô-cô-la ơi. Ngon lắm lắm nha. Ôi trời, con bé đúng là chiến thần ở giờ. Nhưng giờ có cái túi đó rồi. Chào bé con. Hả? Ai vậy ta? Kính con đâu rồi ạ? Dậy nào, sáng rồi con yêu. Con chào bố ạ. Nào ngoan, đánh răng đi con. Phải ăn hết ngũ cốc để trông lớn và thông minh nhé con gái. Con thích ngũ cốc lắm ạ. Nào, con đã sẵn sàng đi học chưa? Để bố buộc giày cho con không lại vấp. Wow, tóc con rối quá kìa. Dây buộc tóc. Chà, để bố thử xem. Buộc thế này phải không con yêu? Không ạ, xấu lắm bố ơi. Rồi, thế để bố thử kiểu khác nhá. Đứng im để bố buộc cho dễ nào con. Khoan, mà thôi, cứ xoay nữa đi. Giỏi lắm con yêu, xoay đi nào. Và giờ bố buộc dây vào là xong rồi. Wow, giống như sừng của unicorn quá ạ. Xin mời vào.
Bố ơi, con chào bố. Ồ, công chúa nhỏ của bố. Hôm nay con đi học có vui không con? Được rồi, ngồi đợi bố ở ghế để bố làm nốt nhá. Bố sắp xong rồi, đợi một xíu thôi nha con gái yêu. Con chán ạ. Bố sắp xong rồi. Ồ, ôi không, con bé đâu rồi? Ra khỏi gầm bàn cho bố nào. Giờ ngồi ngoan ngoãn ở đây nghe chưa? Trẻ con đúng là nghịch ngợm. Khoan, cái gì vậy? Không được đâu. Dừng lại, nhanh. Số liệu của bố mà. Ở yên đây nhá. Nhưng mà con chán. À đúng rồi, cái này thì sao? Con muốn xem điện thoại không nè? Yay, xem các anh chị. Hết pin rồi bố ơi. Ôi không, dây sạc của mình đứt rồi. Phải làm sao bây giờ? Khoan, chắc mình có thể làm gì đó với cái ốp này nhỉ? Đây rồi, dùng loại khăn giấy này đi. Đổ keo vào túi nhựa này nữa. Chắc là đủ rồi đấy. Lấy máy ép tóc, hàn chặt túi nhựa vào nào. Rồi đặt túi lên ốp. Sau đó dán khung hình kim tuyến lên. Tuyệt, giờ con bé có thể chơi với cái này rồi. Yeah, con gái mình sẽ thích lắm cho mà xem. Cho con nè. Wow, có hoa màu hồng trong này. Hey, vậy là sẵn sàng vào việc rồi. Vâng, chúng ta vẫn còn một vấn đề nhỏ nhỏ đấy. À, tôi hiểu rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể giải quyết ngay hôm nay. Khoan, chuyện gì thế nhỉ? Máy tính của tôi có vấn đề rồi. Này, có ai nghe thấy không? Mọi người có thấy tôi không? À, sao nhà ngươi lại làm thế này với ta hả cái máy cùi bắp? Hay là cầm kiểu này nhỉ? Thế có ổn không ta? Cuộc họp này quan trọng lắm mà mình không dự được cơ chứ. Mẹ bận rồi, giờ mình sẽ nhân cơ hội để mang mấy em snack này vào. Hả? Cái gì đấy? À, con chào mẹ, con chỉ đi chơi thôi. Không, mong là mẹ đừng lấy hết đồ ăn của mình. Đi chơi à? Khoan, đưa mẹ xem nào. Hả? Cái anten đằng kia và chiếc lon trong tay mình nữa. Đúng rồi đó, đây chính là thứ sẽ giúp mình sửa máy tính. Ok, mình cần cái lon này, nhưng nó phải rỗng nhé. Giờ mình chỉ được dùng kéo để cắt cái lon thôi. Giờ mở nó ra này. Đỉnh của chóp, đúng y như mình mong đợi luôn. Ok, giờ thì đặt cái này lên chỗ anten wifi thôi. Xin chào, mọi người có thể thấy tôi chưa nhỉ? Ôi là trời, cô đang mặc cái gì thế? Pyjama hả? Ôi không, mình quên mặc quần tây mất tiêu rồi. Xin lỗi mọi người. Mẹ đúng là chúa hề. Cái lũ muỗi này. Để mẹ xì thuốc chống muỗi cho con trai nhé. Không, mùi ghê lắm. Còn đi đâu vậy hả? Thôi kệ, biết sao giờ. No, không bắt được con đâu. Ở đây tha hồ mà ăn kẹo này. Chuyện này đọc bánh cuốn thật. Dài ngon xỉu. Ồ, thôi xong. Đi hết đi. Mẹ ơi, để cho tôi yên. Hả? Tiếng Liam hả? Không, chắc tiếng gió cũng nên. Cứu con. Chết này. Lũ muỗi điên rồi. Mẹ ơi, cứu con với. Con bị muỗi đốt quá trời. Lũ muỗi xấu xa. Đừng lo con yêu, mẹ có cách rồi. May mà mẹ có mang thuốc này nhé. Mẹ sẽ nhỏ vài giọt lên băng đeo tay. Thế là lũ muỗi sẽ không dám đến gần. Và con khỏi lo bị đốt nữa nhé. Nào, hôn mẹ cái coi. Con thả đi chơi với bọn muỗi còn hơn. Ảnh đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Chết này. Một ngày lười biếng thong thả rửa xe.
Hù, này nóng ghê cơ. Ồ, xin chào. Gồng lên nhìn cho bự con nào. Cậu phải nhìn thấy cảnh ấy cơ. Nhìn kìa. Không ai có thể cưỡng lại cú hất tóc của mình. Chào các người đẹp. Hồi này ai mà còn làm trò đấy nhở? Quê sệ. Họ đang cười vào bản mặt của mình sao? Ôi không. Ừ, quể chết đi mất thôi. Thổi kệ, lau xe tiếp. Chăm sóc xe cưng thật cẩn thận. Không tì vết. Sạch bong sáng bóng. Khá là hài lòng đấy. Bố ơi, đèo con đi học đi ạ. Vào xe đi con yêu. Dạ. Bố ơi đi thôi. Để bố bật nhạc lên đã nhé. Con thích bài này. La 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 la. Không, con làm gì vậy hả? Úi, xin lỗi. Bố mới rửa xe đấy. Nhưng mình vẫn sẽ nhảy một xíu. Woohoo! Bố mới nói gì? Không sao cả. Hít thở sâu. Nhớ về tiết học yoga hôm nọ. Khoan, mình có cách rồi. Áo phông này sẽ xử lý mọi chuyện. Bố sẽ chùm lên phần tựa đầu, rồi kéo nó chùm khắp lưng ghế. Đấy, tha hồ mà nhảy nhé. Con cảm ơn. La 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 la. Đi thôi. Mình thích chơi tô màu lắm á. Mẹ ơi, con vẽ ô tô này, cho con giấy nữa đi ạ. Oh, có ngày con yêu. Cầm lấy này. Mình sẽ vẽ mặt trời màu tím lịm tìm sim. Cho con thêm giấy đi mẹ ơi. Sao dùng lắm giấy thế ông tướng. Này, cầm lấy. Ui. Oh, hết sạch giấy rồi. Xin lỗi con yêu, nhà mình hết sạch giấy vẽ mất rồi. Trời ơi, đừng khóc mà, không sao đâu. Mình đã có cách rồi, mình sẽ cần miếng bìa các tông này và vẽ một hình nào đó lên giấy. Chắc chắn thằng bé thừa hưởng cái vẽ từ mình rồi. Ổn đấy, nè, đã vẽ xong. Và giờ, mình sẽ bọc nó lại bằng băng dính. Xong, gấp thành từng ô là được. Này con yêu, xem mẹ có gì này. Con muốn tô màu chú rùa này không? Đó, đơn giản lắm, nhưng con có thể tô màu bao nhiêu lần cũng được luôn. Hay không nào? Hay ạ, đưa cho con với mẹ. Con sẽ tô màu con ngựa này. Mình sẽ rũa móng chút xíu xíu. Woo, mình là lốc xoáy, mình đang xoay vòng vòng nè. Con sẽ hút mẹ đi luôn, con nhanh nhất thế giới đấy nha. Lý gì, dừng lại, đừng chạy nữa. Lại đây rồi ngồi xuống với mẹ nào. Nè, có họa cụ cho con đấy. Sao con không vẽ tranh đi? Tuyệt vời, thế lại yên tĩnh để mình tập trung được rồi. Chờ một chút, mặt con bé dính cái gì thế? Đùa mình hay sao hả trời? Lại bừa bộn rồi, chắc mình phải tịch thu mấy cái đấy thôi. Lizzy, con làm cái gì thế hả? Yum, nhưng con cần màu vàng để vẽ mà mẹ. Không ngờ con bé lại có thể bày bừa ra như thế. Con bé là mình nhức hết cả đầu rồi. Phải làm sao bây giờ? Oh, kẹo Skittles này. Mình nghĩ ra một ý rất hay. Hay là dùng khay làm đá này nhỉ? Cùng với mấy cục kẹo nữa. Ok, mình sẽ bắt đầu với việc thêm kẹo vào khay. Đương nhiên phải là kẹo giống màu nha. Giờ mình sẽ thêm nước. Khay cuối nè. Oh, màu sắc đang chảy khỏi kẹo nè. Và tan vào trong nước. Giờ mình có thể lấy kẹo ra và làm nước đông lại rồi. Lizzy con yêu ơi, mẹ có màu vẽ đặc biệt dành riêng cho con này. Xinh xẻo quá đi. Và còn ngon lành nữa. Con phải hoàn thành bức tranh này đây ạ. Trời đất ơi, bức này mới đẹp làm sao. Mẹ hạnh phúc lắm đây. Cảm ơn con rất nhiều, con đúng là một họa sĩ xinh gái. Mẹ ơi, em xinh quá. Kẹo của con đây bé yêu. Con không cần đi toilet trước khi mình đi chứ? Không ạ. Đi thôi. Ok, ok. Chờ đã. Whee! Vui hết sảy bố ơi. Woohoo! Thời tiết đẹp quá. Đừng đi xa quá con nhé. Nhìn đẹp quá. Mình muốn hái nó. Đây rồi. Mùi thơm ghê.
Mình muốn đi xẻ xẻ. Bố ơi, bố ơi, chim sẻ gọi đại bàng. Bố hiểu rồi. Ok, đi với bố nào. Nhanh nhanh. Để bố tìm xem có bụi cây nào quanh đây không nhé. Chỗ này được này bé. Vừa xả nỗi buồn vừa đắm mình vào thiên nhiên. Không chịu đâu. Ok, để bố tính. À, ra rồi, đi theo bố. Ở đâu ạ? À? Bố ơi. Đây này bé. Bố đùa con đấy à? Không. Nghĩ xem nào, chuyện này nhức óc ghê. Có cái thùng này. Bố biết rồi, chờ nhé. Bố sẽ đặt cái thùng này vào cốp. Và nắp này sẽ giống như bệ ngồi toilet. Ngai vàng đang đợi con này. Vừa kịp lúc luôn. Bố sẽ che chăn lên cho con được riêng tư nhé. Làm bố đâu có dễ đâu. Này, nhanh lên con gái ơi. La 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 la. Ava. Nào nào con yêu, xem phòng chơi mới của con nhé. Đẹp lắm phải không? Wow, quá trời đồ trong này luôn. Quá nhiều thứ nguy hiểm ở trong này. Không, bé ngoan ơi, con chờ đây chút nhé. Không được di chuyển, bố cần khiến nơi này an toàn hơn. Đến lúc làm căn phòng này thân thiện với trẻ em rồi. Phải bọc hết các góc cạnh nhọn vào. Thêm tí băng dính nữa cho chắc ăn. Phew, ổn áp, có vẻ an toàn lắm rồi. Cũng mệt phết chứ đùa. Ok bé cưng, con sẵn sàng chơi chưa? Con bị ngã rồi bố ơi. Yay, chơi thôi. Khoan, đứng yên. Suýt thì ngã rồi đấy. Bố phải dán thêm vài chỗ nữa mới được. Mình sẽ dán băng dính hai mặt lên sàn. Và giờ nhấn thảm xuống băng dính. Đó, không còn lo thảm bị xê dịch nữa rồi. Ok, chơi vui nhé con. Yay, phòng chơi. Đến giờ đi ngủ rồi con yêu. Gấu chết đi của con này. Con cảm ơn. Ngủ ngon nhé Ava. Sáng mai gặp lại nha. Ôi, tối quá đi mất. Mình không thích bóng tối. Bố ơi. Đấy, thế là lệch mất lần xa của bố rồi. Bố đến đây con gái. Sao hả, có ngon thì nhào vô đây. À, con gái có sao không? Trời tối om, lại còn có bão nữa. Thôi, không sao đâu, con đừng lo. Mọi chuyện đều ổn mà. Bố đây mà. Bố đọc chuyện cho con nhé. Cứ nhắm mắt vào. Ngày xưa chắc ngủ rồi. Bố đừng đi. Shh, bố vẫn đây mà. Cứ ngủ đi. Bố ơi. Có thế chứ. Ôi bố đây. Mình nghĩ ra cách rồi. Găng tay cao su này. Thế này này. Mình sẽ đặt găng tay vào cốc. Gập găng tay quanh vành cốc này. Mình sẽ tìm một cái cốc khác có gạo. Đổ gạo vào trong găng tay này. Giờ thì kéo găng tay ra khỏi cốc và buộc thắt nút. Chắc sẽ ok la thôi. Mình sẽ đặt lên tay Ava. Yes. Chuồn về phòng mình thôi. Au, chết tôi. Đừng khóc. Ôi chào công chúa. Con bé dễ thương quá. Cất đi, tí lại ăn tiếp nào. Con đói bố ơi. Bố ơi, con muốn đồ ăn bim bim. Rồi rồi, của con đây. Bố ơi, con ăn hết món này rồi ạ. Món sô-cô-la này ngon ghê. À, đúng rồi, kẹo mút lúc nãy.
yêu, kinh quá đi, hết được ăn kẹo mút mất rồi. Ôi trời đất, thôi đừng buồn mà, cho con cây khác nè. Hình như mình vừa nghĩ ra ý hay thì phải. Vừa như ý luôn. Nhìn này, kẹo mút mới cho cục cưng của bố đây. Dạ, cho bố cái này nè. Cất cái này đi, lát nữa ăn nè. Con đi chơi với bóng bãi biển đây ạ. Bố ơi, nhảy nào. Đi mà, vui lắm đấy. Để xem ai nhảy điệu nghệ hơn nhé. Còn đang thách thức bố sao? Ok, chơi luôn. Bố không nhảy được thế này đâu. Tới bố đấy. Đừng có coi thường ông già này. Thừa nhận đi, con ấn tượng lắm hả? Thế mà mình cứ tưởng dễ lắm. Các bạn thấy ai nhảy đẹp hơn vậy? Tớ chứ ai. Hãy bầu cho bác, hoặc các con bị cấm túc. Ôi thần linh ơi, phim này hay quá, không thể rời mắt luôn. Mình cũng không thể nhịn món kẹo này được, rất là ngon ý. Kẹo màu hồng, món mình thích nè. Ủa, mẹ có kẹo à? Ngon tuyệt. Cho con nhớ, con vẫn thèm. Con thích kẹo lắm ạ, chào mẹ nha. Thế là đi tòng bịch kẹo, mình phải làm gì đó thôi. Ok, mình sẽ cần lấy món kẹo mới từ nhà bếp ra. Con bé không thấy, nên đây chính là cơ hội để lấy thêm kẹo. Cảm ơn rồi. Yay, kẹo nữa nè, con xin mẹ. Còn đùa mẹ đúng không? Ok, con bé sẽ không thấy đâu. Chào mẹ, cảm ơn mẹ nhiều nha. Mình chỉ muốn ăn kẹo thôi mà. Thế là quá đáng lắm hay sao? Mình phải thật lén lút và im lặng, vậy thôi. Phủ, hình như không có ai cả. Chờ chút đã, mình nghĩ ra một cách rất hay rồi. Mình có túi khăn giấy ướt này. Chuẩn, thế nào cũng thành công. Đầu tiên đương nhiên là mình cần lấy giấy ướt ra. Và mình cũng cần lấy phần bọc nằm bên trong hình chữ nhật ra. Giờ mình có thể cho kẹo vào bên trong rồi. Nhìn nè, đổ đầy túi giấy ướt luôn rồi nhé. Và mình có thể đóng nắp lại luôn. Thế là kẹo đã được giấu kỹ càng rồi. Mình sẽ ăn một cục luôn. Nhìn kẹo này, chiếc màu vàng trông ngon ghê. Ngọt quá, mình thích kẹo lắm lắm luôn. Khoan, có động đất hả ta? Ôi không, nhìn lên nước kìa, con bé đang chạy về chỗ mình. À, con bé kìa. Chào mẹ, mà con ngửi thấy kẹo. Mẹ có kẹo hả mẹ? Gì, mẹ? Không có, mẹ làm gì có kẹo. Có mỗi khăn giấy thôi đây này. Cho con xem với. Đây hình như không phải kẹo thật. Dạ thôi, con trả lại cho mẹ nè. Chắc kẹo ở đằng này nè. Con bé đi rồi. Cuối cùng cả nhà cũng yên tĩnh. Và đương nhiên là vài cục kẹo ngon lành nè. Bạn thích dùng mẹo nào vậy? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận nhé. Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè và nhớ đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hay ho như thế này nhé.